Rồi, hello mọi người nha. Việt Cloud TV đây. Rồi, tiếp theo cái bài loạt bài MCSA 2019 ha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm bài số 4 ha. Sau đó là bài chia sẻ tài nguyên ha, qua mạng ha, cũng như truy cập qua mạng. Thì cái bài này gồm có 3 phần ha mọi người. Rồi phần số 1 ha. Rồi tạo share folder nè. Nghĩa là chia sẻ tài nguyên ha. Cụ thể là chia sẻ folder đó đó. Thì bài lab này mình sẽ sử dụng hai máy ha. Rồi. Máy thứ nhất là SV1 ha. IP là 211. Thì nó đóng vai trò là file server ha. Rồi máy thứ hai là máy PC2, IP là 254.2 ha. Đóng vai trò là máy client ha mọi người. Rồi, mô hình thì nó đơn giản thôi ha. Rồi, mình bắt đầu nha. Một máy 211 ha với một máy chấm 2. Rồi mình bật Hyper-V lên ha. Rồi ở đây mình xài máy server nè, SV1 ha. Rồi mình sẽ start lên. Rồi tiếp theo là máy PC2 ha. Rồi mình cũng start lên luôn. Rồi ok ha. Giờ mình sẽ mở máy SV1 lên ha, log on ha. Administrator ha mọi người. Rồi, kéo nó vào bên đây đi. Rồi, tiếp theo mình mở máy PC2 lên. Rồi, như là mình có hai máy ha. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra coi hai máy này nó có liên lạc được với nhau chưa ha. Rồi mình bình đi 192.168.254.211 ha, như mô hình ha, bình máy server. Rồi ok ha mọi người. Giờ mình tạm thời mình đóng cái máy PC xuống ha, PC2 xuống. Rồi bật máy server lên. Rồi trước tiên mình sẽ tạo ra user cho nó nha. Rồi mình tạo hai user ha mọi người. U1. U2 ha. Nhớ đặt password phức tạp nha. Ở đây mình chưa có chỉnh lại policy ha, mình để mặc định. Ok. Có hai user ha, U1, U2. À, mục đích mình tạo user là lấy một chút cho máy client truy cập ha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tạo folder ha. Rồi, ở đây mình sẽ phải chuột folder data. Rồi mình phải chuột data ha, chọn property sharing ha, advanced sharing. Rồi mình chọn share ha mọi người.
rồi qua tab permission, rồi tạm thời mình là làm lab ha, thôi mình cho full control luôn nha. Rồi ok, close. Rồi mình có một cái folder data ha, rồi trong đây mình có cái dữ liệu đi, rồi mình tạo một cái dữ liệu đơn giản thôi, data 1, ok, hello gì đó. Ok, save lại ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ tạo một cái folder ha, mọi người sẽ ẩn nha mọi người. Cái data là share cho tất cả mọi người ha. Còn này là một cái data bí mật. Rồi. Rồi, ví dụ như là data bí mật đi. Rồi ok ha. Rồi. Phải chuột ha. Property share. Advanced share ha. Rồi ở đây chúng ta bỏ cái group everyone ra ha. Rồi chúng ta giới hạn ha, chúng ta chỉ cho nhóm administrator thôi. Oh, check name. Ok. Rồi ok ha. Rồi chúng ta cũng có một cái tài liệu nha. Chúng ta một bí mật. Rồi. Rồi. Là chúng ta có một cái folder là data ha, và cho tất cả mọi người. Rồi cái data bí mật đó là cho nhóm group admin ha mọi người. Khoan, để mình kiểm tra lại, mình thấy có cái gì đó nó hơi thiếu. Sai chỗ này ha. Quên. Đây mình sẽ lại nha, bí mật. Mình quên dấu đô la. Nhớ cho mọi người. Xe ẩn là phải có dấu đô la ha. Kiểm tra lại permission. Remove ha. Hết. Làm nhanh quá quên. Rồi mọi người thông cảm cho mình nha. Ok. Rồi kiểm tra lại cho mình ha. Share. Bí mật là có dấu đô la ha. Ok ok. Rồi sau khi mình share xong rồi ha mọi người. Rồi bước tiếp theo ha. Rồi network asset ha. Cho nó chữ đúng ha. Giờ mình sẽ tiến hành truy cập ha mọi người. Đây là cái server ha. Rồi tạm thời mình thu nhỏ nó xuống đi. Rồi mình mở máy client lên ha. Rồi giờ mình chỉ cập server ha. Xuyệt xuyệt server 1. Thì cái chỗ này ha, đặc biệt quan lưu ý mọi người chỗ này nha. User administrator của máy server á và user administrator của máy client á phải khác password nha. Rồi, nếu trùng password thì nó truy cập luôn ha. Nên chúng ta phải giả định là nó khác password nha. Rồi chúng ta truy cập nha.
Ok, thì đây nó sẽ hỏi ha. Ở đây là chúng ta truy cập với quyền user U1 nha. Ok. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy được cái thư mục dữ liệu ha. Không có thấy được thư mục dữ liệu bí mật đâu. Đây. Nên chúng ta chỉ cập nhật dữ liệu ha. Ta có thể tạo được tạo dữ liệu luôn ha. Rồi chúng ta có quyền full control. Data 2 ha. Ví dụ đi thêm đi. Data 3 luôn. Rồi, đây chúng ta đang đăng nhập với cái quyền U1 ha mọi người. Thì chúng ta chỉ thấy được dữ liệu data thôi ha. Bây giờ chúng ta sẽ sign out ra ha. Rồi chúng ta log on lại. Giờ chúng ta sẽ truy cập với cái quyền administrator ha, để mình truy cập được cái dữ liệu bí mật. Đây. Xuyệt xuyệt server 1 ha, xuyệt data, xuyệt bí mật. Ok. Admin mới được ha mọi người. Đây, bí mật ha. Ta mở dữ liệu lên ha, là dữ liệu của thư mục folder bí mật. Thì vì là user admin ha, cho nên chúng ta có thể truy cập được dữ liệu bí mật nè. Còn user như U1, U2 thì chỉ truy cập được data thôi ha. Admin thì truy cập được cả hai ha. Rồi bây giờ mình sẽ xuyệt xuyệt không có bí mật ha. Rồi, server 1 thôi. Đó, thì mình chỉ cập được một data luôn ha. Rồi, coi như là admin là có hai cái thư mục ha mọi người. Bí mật nè. Xin một data ha. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cách ánh xạ ổ đĩa ha. Nó gọi là map network drive bài số phần số 3 ha. Map network drive. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ, thay vì mỗi lần chúng ta truy cập á, chúng ta phải xuyệt xuyệt ha, bất tiện quá. Thì mình sẽ tạo thành một cái, hai cái ổ đĩa luôn ha mọi người. Rồi mình tạm thời đóng hai này xuống đi ha. Rồi mình mở lên cho mọi người xem ha. Giờ ổ C ha. Mình sẽ map hai cái folder này về ha. Mình sẽ map một cái ổ Z và một cái ổ Y ha. Cho cái thư mục data là ổ Z đi. Rồi, đây mình xuyệt xuyệt ha. Rồi mình map về ha. Data nè, rất đơn giản ha. Phải chuột map network right. Rồi, ổ Z. Ok, finish. Đây, kiểm tra lại ha. Chúng ta có cái ổ Z thôi mọi người. Đây, thư mục data. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ map luôn cái ổ Y cho cái bí mật nha. Ok, chúng ta sẽ hành dụng comment ha. Net view y hai chấm xuyệt xuyệt sv1 xuyệt data
bí mật. Rồi mọi người kiểm tra kỹ ha, nhé, chiêu 2 chấm ổ đĩa y ha, y dài á. Xuyệt xuyệt server 1. Xuyệt data bí mật ha, enter. Rồi successful ha. Rồi mình vô disk PC mình kiểm tra lại coi. Rồi. Đây. Ổ C. Ổ Z và ổ Y ha mọi người. Rồi, mình hướng dẫn mọi người xong cái phần về share folder ha, và cũng giống như là nói chung là share qua mạng ha, share dữ liệu, chia sẻ tài nguyên rồi đó. Rồi ánh xạ ổ đĩa ha, truy cập qua mạng. Rồi, mình tranh thủ làm tiếp bài số 5 ha mọi người. Rồi, nếu mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha, cũng như bấm nút chuông á để theo dõi những video mới nhất của mình ha. Rồi, xin chào mọi người nha.